Hỏi có xe nào quật lên không cho quật luôn. Cái này giống thi bằng lái quá. Chuyện. Em hỏi đồng bộ đàm hỏi có xe nào quật lên không cho xe tám cho quật luôn. Mình lớn này, phát biểu những cái câu nào nó đáng đồng tiền bát gạo. Anh cứ làm gia mình lớn. Bốn mấy tuổi cứ phải nói linh tinh. Linh tinh. Mình nhưng chỉnh nó chứ Đức anh cứ cười nó coi mẹ hai ngày này hai ông tà la không được mình đã đính chặt thay hết chứ nó nhỏ nha má, lái xe đường này là cũng hơi bị ấy đúng không má thì mà lái dạ rồi xe hai xe ba cứ tiếp tục di chuyển chậm à bảo chăn trâu là khổ chăn bò tôi chăn bò khổ hơn trâu bên nào cái gì với anh nhắn tin nhóm nè ai bảo sao mình không có vô nhóm nhóm người ta kỳ vậy ai vô vô anh cho em vô đi để. Em đáp anh vô coi ai bảo chăn trâu là khổ thôi cái này ha đâu vô tình là một lọt xe màu trắng hết nè ờ hay ha tám xe màu trắng luôn nè màu trắng hết nè mà giống nhau nữa ha hả à, chụp lên cho hai đi góc này đẹp không không có tôi làm đây chị chụp yên bên phim của em không à cái gì không à ờ dạ chị cho xin lại thông tin và nói xong câu thì hãy buông nút rồi em đang tìm mãi link quay phim của em ạ không biết đây là trên người kể trên xe nào không ạ link quay phim hả dạ anh Linh ơi anh đang ở đâu anh về như đâu à, có xe nào đang chở anh Linh không ạ à? Anh đồng ý kết bạn em mới mời vô nhóm được nha. Rồi 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 đây có xe xe Duna đang chở cái anh quay phim nãy thấy một anh quay phim có mô tô chở bây giờ mất tích rồi anh lên núi trước rồi em thấy có một anh quay phim đang ngồi trên chiếc cái thác máu rồi đi đâu phải báo chứ nữa vô tổ chức rồi à, có một anh quay phim của đoàn Sài Gòn là đi trên xe 28 à. Tên gì? Linh. Dạ rồi, cảm ơn xe 28. Đồ. Ở xe 28 là anh quay phim ở bên này truyền hình HTV ạ. À. Chứ không có anh Linh nào kế ở kia ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Linh đi lạc rồi. Đồ má dữ luôn đỉnh luôn má đường chính giác luôn kìa ghê không đồ cái đồ đồ má đồ đẹp lắm ờ lắm đúng không ạ xe 28 mà có đó anh Linh nha cái này nha dạ 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 rồi anh nắm thông tin nè cái này xe 28 nó rồi đúng không là cái châm á đúng không đúng rồi cho hỏi anh Linh quay phim truyền hình quốc phòng đó ở xe nào ạ đường hai đỉnh nè à. Để chứ em quay góc trước đẹp kìa hiểu không dạ có khả năng là anh Linh đã di chuyển xuống bằng đi bằng xe Honda rồi ạ đồ má đẹp xe 7 con mưa rồi ồ này ta lái đơn giản ta lái yếu yếu là không đơn giản nha anh khóa cửa luôn rồi ha khóa chưa em thấy đúng anh khóa luôn đúng rồi đúng rồi ấn lộn nút đồ đẹp chưa kìa túi à coi coi camera kìa rồi hả coi camera má cái này là lái lần đầu tiên là khỏi đi luôn á sao mà lái lần đầu tiên được cái này giống như thi bằng lái chưa hơn thi bằng lái nữa bằng lái gì ờ dạ cả nhà mình ơi cả nhà mình cứ di chuyển chậm mà chuyển nhanh chứ chậm gì kéo lên. Rồi, lên rất là đều, đang rất là đẹp luôn ạ. À. Đẹp kìa. Như cái dãy xe màu trắng luôn kìa. Ừ. Thấy không? Em đứng lên. Thôi thôi thôi, đứng nóng, ngoài á. Nóng nóng nóng. Em đưa ngoài em chụp hình kìa. Nóng thì được, nóng. Ý là nóng có cái độ truyền thông nó chụp mà mình chụp như vậy ha. Dạ, xe dẫn đoàn đang thấy một cái khung cảnh đang rất là đẹp, kéo dài với cái đoàn xe của chúng ta đồng xanh. Ở giữa cái cánh đồng trăm như thế này ạ. Hello.
lái được. Lái xe mà đưa tay nó quay được ta. Có chế độ lái chụp động đất, hả? Đất chụp chưa? Hả? Chụp chưa? Cái chụp đâu? Chụp đấy ở trời. Đá, rồi góc này đẹp rồi đó. Góc này đẹp. Ôi. Thua rồi. Một ông quay một ông chụp đi. Thua rồi. Góc này hết đẹp rồi. Đẹp mà. Hồi nãy cái góc kia kìa. Hết đẹp. Khúc này là... mới là nóng em tắt em kéo lên. Đừng có làm. Quá đẹp luôn. Đục mắt chỗ này đẹp. Đức Đức nhìn camera của anh. Đức Đức nhìn camera của anh. Ừ. Được không? Dạ hầu như em thấy xe nào của chúng ta cũng đang tác nghiệp rất là nhiều ạ. Không cảnh đẹp đâu phải bỏ qua. Góc này khi mày mấy chiếc xe ôm qua hết là em chụp mày. Góc này mà chụp trong